Em có một đứa con trai muốn làm di chúc sẵn cho con bằng giấy viết tay, có phải ra ủy ban nhân xã để công chứng không? Mong luật sư Trung rep. Để trả lời câu hỏi này cho em, chúng ta cùng nhau ôn một vài kiến thức cơ bản liên quan đến di chúc ha. Điều 627 của luật dân sự 2015 quy định là di chúc phải được lập thành văn bản. Trong trường hợp không thể lập thành văn bản thì có thể để di chúc bằng miệng. Nhưng mà thực tế thì ít khi mà thấy có một di chúc bằng miệng nào mà có hiệu lực trên thực tế cả ha. Còn điều 628 của bộ luật này quy định về di chúc bằng văn bản có 4 loại: một, có người làm chứng; hai, không có người làm chứng; ba, có chứng thực. Chứng thực tức là có ra ủy ban nhân xã để mà xác nhận như là em nói đấy, và bốn là có công chứng. Thế thì hiệu lực của di chúc cũng như là thế nào là một di chúc hợp pháp thì em có thể đọc tại điều 630 của bộ luật này. Ở đó quy định rất là rõ về chủ thể, về nội dung, về hình thức và về một số quy định nữa. Thế thì chỉ cần em đáp ứng được điều luật này thì di chúc của em không cần phải ra ủy ban nhân xã để mà chứng thực như em đang hỏi đây. Nhưng luật sư Trung vẫn khuyên nhiều người rằng là để chặt chẽ, tránh xảy ra những cái tranh chấp không đáng có khi mình nhắm mắt xuôi tay, thì cũng nên ra ủy ban nhân xã hoặc ra phòng công chứng, hoặc là nhờ luật sư quen biết có hiểu biết người ta lập di chúc, người ta làm chứng cho, thậm chí là có cái dịch vụ là lưu trữ di chúc giùm mình và công bố di chúc khi mình không may qua đời. Tránh trường hợp là chúng ta lập di chúc rất là hợp pháp nhưng mà khi chúng ta mang về thì bị người khác chiếm giữ trái phép, bị người khác cố tình hủy đi, sau này lại có tranh chấp. Vậy thì hãy tìm người nào đó tin tưởng làm chứng giữ di chúc và công bố di chúc cho mình. Các bạn biết tìm ở đâu đấy?